À, cho nên à, bây giờ mình ôn lại cái lý do mà chúng ta nên kính sợ Đức Chúa Trời đó. Thật sự người tin Chúa hoặc là không tin Chúa à, cũng phải nhận biết rằng á là đó là cái điều cái điều quan trọng nhất của đời mình. Nếu mà mình coi trọng chữ hiếu của loài người giống như là mình hiếu kính cha mẹ mình mà mình coi đắng cao cả dựng nên mình không ra gì à, thì cái đó là cái sự đại bác hiếu, một cái sự Uh, người Việt Nam mình có thể gọi là tội tay trời đó uh, cái này thật sự là tay trời thiệt tại vì mình đụng đến chính đức chúa trời là đáng dựng nên cho nên um, cho nên điều răng đầu tiên ở trong 10 điều răng của Chúa là uh, trước mặt ta ngươi chớ có các thằng khác nghĩa rằng á, uh, là không có ai không có cái gì không có niềm tin gì không có cái lý tưởng gì không có đồ vật gì không có bất cứ điều gì mà chúng ta để Quan trọng hơn là Đức Chúa Trời. Đó là à, mình diễn tả một cách ngắn gọn là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy à, những cái à, à, thí dụ à, rất là thực tế. Chính Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài làm con người cũng kính sợ Đức Chúa Trời. Những hội thánh đầu tiên và tất cả những hội thánh khắp nơi à, đều phải à, tập kính sợ Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái sự hiệp một là cái sự văn phục nhau uh, và cái sự lớn mạnh uh, Chúa ban cho chúng ta. Rồi trong những tuần qua thì chúng ta học về mười uh, điều, 10 điều rất uh, uh, là thực tế mà được tỏ ra ở trong cái đời sống của một người mà phải gọi là cài cái cái sự kính sợ Đức Chúa trời, để cài cài cái uh, là tại vì nó không phải là một điều mình làm một lần rồi xong không phải là hôm nay hay là hôm bữa à, ngày thứ năm hay là tuần rồi đó mình kính sợ đức chúa trời rồi xong việc nhưng mà à, giống như là một người làm ruộng à, phải làm cài cái à, rồi xong rồi tưới xong rồi phải tỉa sữa xong rồi phải nhổ cỏ dại xong rồi phải làm làm và cho đến ngày thư gặt à, thành ra cái sự cài cái à, sự kính sợ đức chúa trời là cái công việc mà chúng ta luôn luôn à, làm và nó tỏ ra à, trong đời sống của mình cái sự kính sợ đức chúa trời à, qua mười điều để à, để phương à, bước qua mười điều mà à, ít lợi cho cái người mà à, kính sợ chúa một á, là mình cứ là mình nên à, trong sạch và mình giữ mình ở trong sự trong sạch con người mà kính sợ chúa đó thì mình à, À, mình được à, giống như là một cái 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 sự à, bảo vệ Tâm trí đời sống mình Dù mình có cái ảnh hưởng này à, Mình nhìn cái này Mình nghe cái kia à, Có khi nó không phải là tốt hết Nhưng mà cái con người mà kính sợ Chúa đó Thì mình giữ mình khỏi những cái sự à, uế à, của à, Của những cái điều Ở trong thế gian này Mà à, có thể mình gặp phải Mình nghe, mình đương đầu với mỗi ngày và uh, thứ hai giữ môi miệng mình khỏi gian tà và giả dối uh, thì cái đó thì mình uh, mình nghe uh, mình hiểu rất là rõ ràng rằng á uh, từ ở trong cái lòng á uh, ra cái miệng của mình thành ra cái lòng mà kính sợ Chúa đó thì mình giữ cái miệng của mình uh, khỏi cái những cái điều nói những cái lời uh, uh, độc ác uh, và giả dối với nhau và số ba uh, cái người kính sợ Chúa đó thì hưởng được một gia đình hạnh phúc Uh, giàu với cha mẹ Giàu với anh chị em Giàu với uh, vợ chồng Nếu mình có vợ chồng Hoặc là con cái Nếu mình có con cái uh, Một cái gia đình hạnh phúc Và hơn nữa mình hưởng được cái công việc của tay mình làm ra uh, Và số 4 Được biết sự khôn ngoan Sự kính sợ đi chúa trời uh, Là sự khởi đầu cái sự uh, khôn ngoan Và trí thức Và mình làm cho cái con người mến sự hiểu biết Thật sự uh, cái điều này đó Mình phải coi rất là quan trọng con người mà kính sợ Chúa đó uh, mình có cái sự khôn ngoan từ Chúa nhưng mà mình luôn luôn uh, mình kính trọng cái sự hiểu biết uh, cái người kính sợ Chúa đó không bao giờ khi dễ uh, không bao giờ khi dễ uh, cái sự uh, học thức uh, luôn luôn muốn hiểu biết thêm và hiểu biết thêm để uh, mở mang cái sự hiểu biết của mình uh, và số năm là khiến con người say bỏ điều ác uh, nếu mà mình Uh, là cái con người mà Có uh, Vương vắng vào những cái điều ác Lúc trước hay là đang Ngay bây giờ uh, Khi mà mình kính sợ Chúa đó Thì từ từ cái sự kính sợ Chúa đó Nó tự nhiên khiến mình Cái chữ này là khiến đó Là nó sẽ làm cho mình Xây uh, bỏ cái điều ác Tại vì Đức Chúa Trời ở trong mình Và mình kính sợ Chúa đó Thì mình không có Chịu đựng nổi mình không có chấp nhận, mình không có sống với uh, và và quen thuộc với cái điều ác, thành ra từ từ uh, mình sẽ trở nên trong sạch và từ từ uh, không phải là một ngày một đêm có thể nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ thấy rằng mình sẽ bỏ cái đó ngày mai có thể mình thấy rằng uh, là mình không có chịu cái đó nữa uh, ngày mốt thì mình có có thể thấy rằng uh, là uh, cái đó không đáng mình không có làm nữa uh, thành ra khiến con người xây bỏ điều ác à, và số 6 đem à, đem nhiều ngày tốt lành đến với mình à, ở đây không phải là chỉ sống dai à, mà đau khổ nhưng mà sống dài à, nhiều ngày tốt lành và cuộc sống sung mãn à, về số lượng và chất lượng à, và số 7 sự tự tin mạnh mẽ à, con người mà kính sợ Chúa đó thì à, mình à, từ từ mình à, vứt đi cái sự sợ khác uh, mình một cách rất là uh, ngộ hoặc là kỳ lạ cái con người mà chỉ kính sợ Chúa đó thì tự nhiên càng ngày không có sợ những cái điều khác nữa khi mà mình không có sợ những cái điều khác nữa giống như là con người hay là hoàn cảnh hay là cái gì đó um, tại vì mình mình tin kệ Chúa đó thì mình tự nhiên trở nên một con người có tự tin À, ở trong bất cứ trường hợp ở trong bất cứ cái công việc gì à, mà mình được giao phó mình trở nên một con con người rất là tự tin và thật sự ra trên thế gian này những cái con người tự tin đó, là những cái người mà à, người ta rất là thích à, hợp tác chung với nhau à, mà khó à, khó tập luyện những cái sự tự tin thật sự à, mà không phải là hổng hết đó. và số 8 à, sự kính sợ của Chúa À, sự kính sợ Chúa à, đem cho mình đến một nơi an toàn, một nơi ẩn nấp à, trong khi những cái việc xảy ra ở trong đời sống của mình, mình luôn luôn à, có một cái nơi là Đức Chúa trời mà mình có thể nương dựa, mình có thể à, cầu cầu cứu, à, cầu Chúa cứu mình và số 9, à, sự giàu có và danh dự, à, cái sự hài lòng với cái đời sống của mình. À, rất là ngộ phân đọc ở trong sách và phân thấy rằng là người ta người ta thống kê giống như dân này với dân kia với dân nọ đó tất cả trái đất và họ khám phá ra là là những người ở bên Nigeria ở nước Phi Châu đó. cái nước đó rất là nghèo khổ nhưng mà những cái người ở đó đó khi mà tham khảo thống kê đó thì họ là những cái người vui vẻ nhất à, Thỏa lòng nhất ở trên thế giới này hơn là những người ở nước Mỹ nữa à, thành ra khi mà phân phương, à, phương đọc cái đó đó thì Phương thấy oh rất là rất là kỳ diệu cái sự hài lòng đó à, nó thật sự không phải là do những cái điều mình có à, tại vì nếu mà ai có con thì sẽ sẽ kinh nghiệm cái này à, nó có đủ ăn đủ mặc đủ thứ đủ à, có xe lái có Bất cứ cái gì á Nhưng mà nó luôn luôn nó phàn nàn về cái gì nó không có à Nếu mà nó có hết tất cả Nhưng mà có một điều nó không có Thì nó cũng không hài lòng Thành ra à, cái sự hài lòng á Cái sự à, thỏa lòng đó Thật sự nó tự ở trong cái tấm lòng Và cái tấm lòng Mà kính sợ Chúa đó à, Thì Chúa không chỉ ban cho chúng ta có Nhưng mà từ ở trong tấm lòng Mình có một cái niềm vui Mình có một cái sự hài lòng À, chứ không phải là do những cái đồ mình có hay là không có đồ vật. Và số 10. À, cái người kính sợ Chúa đó thì có nguồn sự sống từ ở trong mình à trải ra khiến người ta tránh khỏi bẫy của sự chết à, của ma quỷ. À, thành ra cái nguồn sự sống cái người kính sợ Chúa đó mình có thể nhớ lại đó là à, mình không cần à, làm những cái điều gì à, à, giống như là Uh, quá nguy hiểm để mà uh, cảm giác rằng uh, đời sống của mình vui vẻ hay là cái đời sống của mình uh, alive mỹ gọi là alive đó để biết cho mình để biết mình là cái người sống uh, có nhiều người tuổi trẻ hay làm những cái điều đó bởi như vậy uh, có rất là nhiều người chết vì tai nạn rất là vô lý uh, tại vì họ cảm thấy rằng uh, là phải làm những cái điều đó để cho cái đời sống của mình thấy vui vui vẻ hung hăng à, nhưng mà thật sự ra đó à, những cái điều đó có khi nó là những cái cảm bẫy mà quỷ đem đến à, à, những cái điều mà không có ích lợi gì hết à, cho đời sống của mình à, mình không cần định cái sự vui thỏa à, của đời sống của mình bằng làm những cái việc đó tại vì mình có cái sự hài lòng mình có cái chính cái nguồn sự sống của chúa À, ở trong mình. Thành ra 10 điều này phương ông lại nhưng mà có vài điều mà phương muốn nói là phương để ý trong 10 điều này đó. 10 à, điều này rất là thực tế ở trong đời sống. À, phương đọc à, phương đọc ở trong à, lịch sử của Trung Hoa đó. À, và tại vì à, phương không phải là à, à, phương không phải là interested hay là cái gì đó. À, phương không phải là muốn tìm hiểu nhiều về nước trung hoa nhưng mà tại vì đa số những cái tín ngưỡng của người việt nam của mình bị một ngàn năm ở nước trung hoa ảnh hưởng cho nên uh, không ít thì nhiều thì những cái sự suy nghĩ những cái khái niệm về đạo đức của con người đến từ nước tàu uh, và phương đọc về ông khổng tử uh, phương nhớ không đúng uh, phải, phải đúng là ông khổng tử uh, ông khổng tử là cái uh, từ, từ đạo đạo khổng đó thì chúng ta có những cái chữ hiếu, những cái uh, thờ cúng ông bà cha mẹ. Uh, tại vì uh, nó là cái điều mà ông nói rằng uh, là uh, con người đó nên lo cái đời sống đạo đức ngay bây giờ ở trong đời sống thực tế còn hơn là lo những cái đạo, đạo đức vớ vẩn uh, qua đời sau hay là uh, kiếp sau hay là cái gì đó. Tôi um, nghĩ rằng uh, là cái đó là Ông nói đối diện với cái thuyết Luân hồi của Đạo Phật Của người Ấn Độ Rằng uh, là um, Sau khi chết rồi sẽ đầu thai Cho nên ông mới uh, Đem cái con người và sự suy nghĩ Và sự, cái sự quan trọng Đến cái thực tế uh, của đời sống Ngày hôm nay ngay bây giờ Và ông nói rằng uh, là cái đạo đức uh, Mà hướng về Cái ngay bây giờ đó uh, Mới là hữu ích À, chứ không phải là cái đạo đức mà vớ vẩn ở đâu về tương lai nhưng mà à, cái điều mà phương muốn chỉ ra trong 10 điều này đó là cái cái niềm tin nơi đức chúa trời rất là thực tế cho đời sống ngay bây giờ ngay cho đời sống của mình à, và hơn nữa nó rất là thực tế và hữu ích cho đời sống đời đời của mình tại vì nguồn sự sống mà chúa ban cho mình ngay bây giờ đó sẽ Uh, continue sẽ tiếp tục sau khi chúng ta qua đời cho đến cõi đời đời chúng ta sẽ hưởng tất cả uh, những cái điều này, cái sự vui thỏa những cái điều um, tốt lành uh, khi mà chúng ta ở chung thiên đàng với đức Chúa trời đời đời. Thành ra cái điều đó đó là cái điều mà Phương muốn chỉ ra. Thật sự ra ai không muốn hài lòng trong đời sống của mình, ai không muốn hưởng uh, những cái công việc cái hoa lợi của công việc tay mình làm ra ai không muốn một gia đình hạnh phúc ai không muốn giàu có và danh dự à, ai không muốn có cái sự tự tin mạnh mẽ trong đời sống này tất cả những cái điều này người ta học rất là nhiều để mà được người ta làm rất là làm lụng rất là bỏ công bỏ sức để mà được những cái điều này à, nhưng mà đối với mình đó thì nó rất là simple nó rất là dễ có một điều thôi mình kính sợ Đức Chúa Trời thì lời của Chúa cho mình biết rằng mình sẽ hưởng được những cái điều này khi mà chúng ta cài cái cái sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. À, thành ra phương ông lại bao nhiêu đó và bữa nay mình học thêm hai điều mà à, Kinh Thánh nói về à, sự kính sợ Chúa. Một đó là về trái tim của mình và cái này là đề tài mà phương gửi ra rằng là cái trái tim trọn vẹn với Chúa. À, ở đây ở trong sự ký thứ nhì đoạn 16 câu 9 à, có một câu rất là rất là hay. Chúng ta đọc chung nha. 1 2 3. Vì con mắt của Đức sê hô soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. À, khi mà Phương gửi ra thì Phương dùng cái chữ trọn vẹn nhưng mà ở đây dịch là trọn thành à, và phương nghĩ rằng là cái chữ chọn thành người, người ai mà dịch cái câu này rất là chính xác tại nó mình có thể uh, even tiếng Anh kể cả tiếng Anh uh, nhiều bản thì dịch là trọn vẹn, nhiều bản là uh, dịch, dịch cái chữ trung thành uh, thành ra uh, người Việt Nam ai mà dịch cái này 1925 đó dùng cái chữ chọn thành Um, thì chiều hôm nay mình sẽ xem xét cái ý nghĩa của hai chữ luôn chọn và thành một cái trái tim chọn thành đối với Chúa là như thế nào và uh, mình uh, lấy từ một chữ thôi một uh, là một cái trái tim chọn vẹn chọn vẹn nghĩa là everything tất cả cái trái tim của mình Um, thì uh, ở trong những cái bài thơ uh, Chữ tình Thì có nhiều cái bài ca nói về uh, Chọn cả trái tim Nhân hiến cái gì đó cho em Rồi không biết cái, cái gì xảy ra Nhưng mà uh, Phương nói như vậy Để cho chúng ta thấy rằng uh, là Nếu mà mình suy nghĩ về uh, Cái nguyên cái đó Thì mình có thể nghĩ rằng uh, Là chọn tất cả trái tim Của mình đó uh, Nếu mà mình Uh, để tất cả trái tim của mình Đối với Chúa đó Thì mình có thể có một cái trái tim Trọn vẹn đối với Chúa Nghĩa là sao Nghĩa là đó Không có một cái khu vực nào Ở trong cái trái tim tấm lòng của mình Không có một cái phần nào Ở trong cái tấm lòng của mình Mà mình không có uh, Mình không có uh, dâng cho Chúa Không có một phần nào mà chúng ta còn chừa lại Để mà uh, Sống cho mình À, không có một thành phần nào chúng ta che đậy à, trước mặt Chúa Giống như là Chúa có thể xem xét tất cả những điều trong đời sống của tôi Ngoài trừ ra cái chỗ này, à, cái công việc này tôi đang làm hay là cái gì đó Thành ra trọn vẹn nghĩa rằng á, là tất cả cái tấm lòng của mình Mình không giữ lại một phần nào Mình dâng cho Chúa à, là cái sự trọn lành Uh, nghĩa rằng uh, là cái con người mà có một cái trái tim trọn vẹn đối với đức chúa trời đó thì uh, suy nghĩ như vậy có thể họ suy nghĩ rằng á uh, là ngày hôm nay uh, tôi có thể làm gì đẹp lòng chúa ngày hôm nay uh, tôi có thể uh, làm uh, làm theo uh, chúa làm cho chúa cái gì hầu việc chúa như thế nào uh, chúa đòi hỏi gì nơi tôi uh, hoặc là đời sống của tôi uh, à, uh, uh, Chúa Chúa đòi hỏi gì nơi đời sống của tôi hay là cái cách tôi sống hay là uh, có thể mình suy nghĩ rằng á, uh, là ở trong cái vấn đề gì đó uh, mình hỏi rằng á, uh, là ô oh, kinh thánh nói cái gì lời Chúa nói cái gì Chúa sẽ xem xét cái vấn đề này như thế nào uh, nhất là những cái vấn đề mà khó xử ở trong đời sống của mình đó uh, thì uh, uh, thì cái con người mà có cái tấm lòng trọn vẹn đối với Chúa đó uh, luôn luôn Uh, đem chúa vào ở trong cái sự suy nghĩ của mình đem chúa vào trong cái quyết định ở trong đời sống của mình và thường hỏi những cái câu hỏi uh, uh, giống như là nếu mà tôi làm cái đó đó thì chúa sẽ đẹp lòng hay là không đẹp lòng à uh, thành ra cái tấm lòng trọn vẹn đó là ở trong uh, mọi việc làm uh, kể cả cái sự suy nghĩ kể cả những lời nói của mình đó mình uh, mình đối với Chúa uh, mình uh, rất là quan trọng đối với Chúa uh, mình đặt Chúa là rất là quan trọng ở trong mọi mọi phương diện uh, của cái tấm lòng và đời sống của mình uh, nghĩa rằng uh, là một lần nữa không có cái chỗ nào mà mình giữ lại cho chính mình uh, một cái trái tim trọn vẹn đối với Chúa đó là tất cả những cái tấm lòng của mình uh, hướng về Chúa ở trong mọi sự và cái này đó bởi như vậy phương mới dùng cái chữ cài cái tại vì cái tấm lòng trọn vẹn đó không phải là một ngày một đêm ô oh, hôm qua tôi tin chúa bữa nay tôi làm bắp tem rồi bữa nay tôi có một cái tấm lòng trọn vẹn đối với chúa à, không có đâu à, tại vì sao tại vì cho đến khi nào cái trường hợp đó xảy ra thì chúng ta mới biết rằng á, là chúng ta phải suy nghĩ như thế nào và chúng ta phải quyết định như thế nào hoặc là uh, chúng ta có thể nghĩ rằng uh, là chúng ta sống tốt đối với Chúa cho đến khi nào chúng ta đọc thêm ở trong kinh thánh và kinh thánh nói rằng uh, là ô oh, hãy đi uh, uh, rao giảng tin lành uh, cho môn dân uh, mà mình mỗi ngày mình sống không biết mình rao giảng tin lành cho ai chưa uh, thành ra có khi mình chưa biết nhưng mà mình sẽ biết ô oh, những cái điều gì mà Chúa yêu cầu nơi mình những cái điều gì mà Chúa đã phán dặn nơi mình có thể mình chưa làm thành ra bởi như vậy đó nó là một cái uh, cái linh trình ở cho đời sống của mình một cái linh trình uh, từng phần từng phần từng phần uh, Chúa sẽ uh, chỉ cho mình thấy rằng á uh, là cái trái tim của mình chỗ nào chưa trọn vẹn đối với Chúa thì mình dâng cái phần đó uh, của cái đời sống của mình cho Chúa cái đó là trọn vẹn rồi À, còn cái trái tim mà trung thành à, đối với Chúa là như thế nào? À, cái con người mà tin Chúa đó thật sự ra đó phải có một cái sự trung thành quả quyết tuyệt đối à, và bởi như vậy đó tin đức chúa giêsu christ đó, nó hơi uh, nó hơi khác biệt đối với người việt nam của mình đối với người mỹ thì tôi không biết tại vì họ là người uh, họ có uh, tin lành ở đây rất là mấy trăm năm rồi nhưng mà người việt nam của mình đó uh, tại vì mình đến từ một cái môi trường nghĩa rằng uh, là một cái môi trường mà chấp nhận nhiều tôn giáo chung với nhau nghĩa rằng á uh, là người thờ ông bà đó cũng có thể đi thờ Phật và người thờ Phật cũng có thể thờ Quan Âm, người thờ Quan Âm và Phật có cũng có thể thờ một vị thần khác. It's okay, tất cả đều là tốt, tất cả đều là chấp nhận được. Nhưng mà khi đến tinh lành đó thì um, Uh, Chúa Giêsu Chris nói rằng uh, là uh, có chỉ mình Chúa là đường đi lẽ thật và sự sống và điều răng đầu tiên của Chúa nói rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác nghĩa là không được thờ phượng ai thì mình phải có một cái sự quyết định là trước tiên hai đó sau khi mình quyết định đó uh, và có thể người nhà của mình hay là xã hội uh, uh, hay là bất cứ ai mà chống đối mình đó. Um, uh, thì trước cái sự chống đối đó Mình phải giữ vững cái quyết định của mình Tin Chúa Cái đó đối với Phương là một trái tim Trung thành Chọn uh, thành đối với Đức Chúa Trời uh, Mỹ gọi là committed đó. Và không có cái sự tin Chúa nào Mà đẹp lòng Chúa Trừ ra một cái sự tin Chúa Một cách quả quyết Và trung tính, trung thành trọn vẹn uh, Bước đường của mình Thành ra nếu mà chúng ta có cái sự không trung thành đối với chúa đó thì uh, chúng ta có thể uh, ăn năn uh, và chúng ta bước đi lại một cách uh, trung thành với chúa uh, thành ra cái điều đó đó là cái điều uh, mà chúng ta phải suy nghĩ uh, mà chúa uh, đòi hỏi cái trái tim trọn vẹn đối với chúa là một cái trái tim người Việt Nam gọi là dứt khoát đó uh, dứt khoát nghĩa là phải có cái gì dứt phải không nghĩa rằng á, là mình đi qua cái cầu đó mình đốt luôn cái cầu mình sẽ không bao giờ trở lại mỹ gọi là burn your bridges diễn tả là đi qua cầu xong rồi đốt rồi đó tay mình sẽ không bao giờ đi trở lại mình sẽ đi đi tới với chúa và không có không có hai lòng à, dầu bất cứ cái trường hợp gì nổi lên và cái điều đó rất là quan trọng thật sự à, tại vì phương hầu uh, việc Chúa phương hầu việc Chúa cũng uh, cũng gần uh, gần hai chục năm rồi kể cả khi mà phương chăm sóc thanh niên uh, trước khi phương làm một sư đó và cũng có nhiều người họ nghe về Đức Chúa Jesus Christ họ hiểu và họ tin uh, nhưng mà uh, thì uh, có thể người này phản đối người kia phản đối uh, chồng phản đối vợ phản đối hoặc là gia đình phản đối hoặc là uh, cái gì đó uh, rồi sau rồi đó rồi họ bỏ họ bỏ nhà thờ uh, và cho nên cái điều đó đó chúng ta phải để ý cái sự tin Chúa đó không phải là một cái điều chúng ta làm một lần xong rồi ngày mai chúng ta bỏ uh, cái sự quả quyết đó luôn luôn quả quyết uh, và phân nhắc lại rằng uh, là cái câu uh, Giăng động 3 câu 16 đó ai nhớ thuộc lòng không đọc đọc cho nghe vì đức chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đa ban con một của ngài học cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời ok à, cái chữ mà ai tin con ấy đó à, trong nguyên bản của nó là ai cứ tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời thành ra à, cái sự chọn thành này đó là cái sự trung tín cái sự quả quyết và cứ tiếp tục tin chúa và tin trọn vẹn à uh, trọn đời của mình. Thành ra cái một cái trái tim à uh, trọn thành đối với Chúa đó là một cái trái tim uh, mình quyết định và không thối lui. Và ở trong Kinh Thánh nếu chúng ta xem đó thì Abraham uh, là cái người Chúa kêu gọi uh, bỏ xứ mình, bỏ xứ sở của mình đi đến một nơi mà Chúa chưa cho biết nhưng mà ông vẫn đi và ông không bao giờ trở lại. Moses cũng vậy, khi mà Chúa kêu gọi ông đó thì ông uh, ông không bao giờ uh, nói rằng ơ thôi chú ơi uh, không làm nữa uh, và nhiều người ở trong nguyên thánh uh, quyết định một cách quả quyết bước đi theo chúa và uh, cái điều cái điều quan trọng đó uh, nói một cách rất là thực tế đó nếu mà ở trong đời sống của mình ngay bây giờ mình nghe chúa kêu gọi mình uh, uh, trong nhiều bước đường có thể chúa đang kêu gọi mình uh, bỏ đạo của uh, ông bà tổ tiên và tin chúa M mình biết chúa uh, là là đức chúa giêsu christ là đáng cứu rỗi của mình nhưng mà mình đang còn sợ thì chiều hôm nay phương khuyến khích quyết định đi quyết định một cách quả quyết tin đức chúa giêsu christ đi um, và đừng bao giờ thối lui hoặc là nếu mình tin chúa rồi um, mà chúa kêu gọi mình À, làm cái gì đó à, phải có cái sự hy sinh gì đó mà mình cũng đang là lẫn là, là hay là sợ gì đó thì chiều hôm nay Phương khuyến khích mình làm đi uh, commit yourself uh, mình quyết định đi mình quyết định đời sống mình cho Chúa đi Văn phục Chúa đi uh, làm theo cái sự kêu gọi của Chúa đi nếu mình biết chắc chắn rằng Chúa đang kêu gọi mình uh, làm cái đó uh, và bất cứ cái gì đó mà Chúa muốn cái sự uh, quyết định của mình đó, mình nhớ rằng á uh, mình phải quyết định một cách quả quyết, tại vì ở trong kinh thánh nói rằng á uh, là Đức Chúa Trời có nhiều bí mặt mà Chúa muốn nói cho những người bạn hữu của Chúa nghe, nhưng mà uh, trước đó chúng ta phải là những cái người uh, quyết định chọn Chúa một cách quả quyết, uh, có chỉ mình những cái người À, chọn Chúa một cách quả quyết đó, Chúa mới tỏ cho à, Những cái sự khải thị mới Những cái điều mới lạ Ở trong đời sống của mình à, à, Chỉ cho những cái người Mà quyết định à, à, Chọn Chúa thôi à, Chứ những cái người coi Chúa Không ra gì Thì Chúa cũng không có à, à, Tỏ cho những cái sự khải thị Những cái bí mật à, Lớn của Ngài đâu Thành ra cái điều đó ta phải nhớ về cái tấm lòng một cái trái tim trọn vẹn đối với Chúa à, và cái điều cuối cùng mà Phương muốn chia sẻ trong câu này đó là con mắt của Đức sê hô à, soi xét khắp thế gian đang giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài Ở cái câu này rất là đặc biệt à, và Phương nghĩ rằng á là à, à, chúng ta có thể dựa vào cái câu này mà có thể sống suốt đời mình ở trong cái sự an toàn của Chúa à, và một lần nữa Phương nghĩ rằng á là những cái tôn giáo Á Á Đông của mình đó thì thường mình phải đi cầu kiến, à, mình phải đi lên, mình phải cúng cái gì đó, mình phải cầu cái gì đó à, phải không? Nhưng mà ở đây Chúa nói là không, Chúa đi tìm mình. Ở đây nói rằng á là con mắt của Chúa soi xét khắp thế gian và chúa là đáng biết trong trí thử nghiệm trong tấm lòng của mình bởi như vậy chúa mới biết cái trái tim nào chọn thành hay là không nhưng mà chúa nói rằng là chúa nhìn khắp thế gian nhìn tất cả con người ở nơi đây nơi đó bên Việt Nam bên Oklahoma City để tìm ai có cái tấm lòng chọn thành đối với chúa để chúa giúp sức cho họ để chúa giúp đỡ họ oh cái đó là một cái điều rất là đặc biệt um, và chúng ta không có thấy ở nơi đâu khác à, có chỉ mình nơi Đức Chúa trời tại vì Đức Chúa trời là Cha của mình là đáng à, dẫn mình nên à, Chúa luôn luôn muốn giúp mình à, nhưng mà à, cái điều ngăn trở đó là cái tấm lòng của mình không hướng về Chúa cái tấm lòng của mình muốn hướng về cái này muốn hướng về cái kia muốn hướng về cái nọ và không theo ý Chúa làm sao Chúa giúp được à, phải không à, và cái điều à, còn ba điểm này nữa uh, và ba điểm này đó là những cái điều mà uh, lôi cuốn cái trái tim của mình để không có chọn thành đối với Chúa một á, là again sợ uh, có khi mình nghe Chúa kêu gọi mình uh, có khi mình muốn uh, làm cái này cho Chúa có khi mình muốn tin nhận Chúa nhưng mà mình sợ người ta nhớ không À uh, những cái nói sợ mà không phải là Kính sợ Chúa đó Một trong đó, đó là sợ người ta Sợ người này sẽ nói cái này Sợ người ta sẽ nói như thế nào Sợ người ta có suy nghĩ Người ta chưa nói ra miệng nữa Mình cũng sợ người ta suy nghĩ cái gì đó về mình à, Cho nên cái sợ người ta đó Làm cho chúng ta à, Không có một trái tim trọn vẹn à, Trọn thành đối với Chúa Và số 2 là tư lợi à, Có khi mình biết à, Ý Chúa là gì có khi mình biết uh, cái thành phần nào mình chưa dâng cho Chúa nhưng mà mình không muốn dâng cho Chúa tại vì mình sẽ lỗ hay là mình nghĩ rằng mình sẽ lỗ rằng ô Chúa ơi tôi con muốn làm cái này uh, con có cái ước mơ cái này uh, con muốn làm cái cái kia uh, uh, cái đó đó uh, mình muốn suy nghĩ về mình 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 và mình uh, uh, nếu tôi làm cái này đó lợi cho tôi như thế nào À, nếu tôi làm cái đó đó thì nó sẽ à, nó sẽ làm cho đời sống tôi như thế nào à, và mình cứ suy nghĩ về à, cái cái mình có cái gì à, ở trong đó hoặc à, hơn là Ô chúa muốn mình làm cái gì ý của chúa là như thế nào Chúa phán dặn mình làm cái gì thành ra số 2 à, ngăn cản mình có một cái trái tim trọn thành với chúa và số 3 Tư dục Tôi nghĩ rằng tư dục là đúng chứ gì à, phân dịch lại tư dục là à, cái này đó không phải là mình suy nghĩ bằng cái đầu óc của mình là mình sẽ lợi bao nhiêu hay là mình có cái gì có cái gì lợi cho mình nhưng mà cái cảm giác của mình cái này nó không phải là cái cái sự suy nghĩ nó là tôi muốn tôi muốn tôi muốn và tôi muốn à nó là cái mỹ gọi là cái desire đó à, ở trong kinh thánh nói là những cái à, ở trong episode á Uh, nói rằng uh, là theo những cái uh, ham muốn uh, của của cái tư dục của mình đó uh, rằng á uh, là uh, mấy nó có câu nói rằng á uh, là the heart wants what it wants là trái tim nó muốn cái gì thì nó cứ muốn uh, nghĩa rằng á uh, là uh, mình mình muốn sống một cái đời sống tin kính chúa nhưng mà uh, cái cái tư dục của mình đó lôi cuốn mình theo một cái con đường khác À, là như vậy thành ra à, cái tiêu dục này đó à, một là vui một là buồn à, có nhiều người à, không không à, sống à, như chúa muốn á à, tại vì ô oh, mình buồn quá mình chán quá có nhiều người á thì cái đó vui quá cái kia vui quá à, rồi rất là nhiều điều à, thành ra ba cái này sợ người ta à, kiếm tư lợi và cái theo cái tư dục của mình đó làm cho mình ngăn trở mình không có một cái trái tim chọn uh, thành đối với đức chúa trời nhưng mà uh, phương muốn kết thúc bằng cái này uh, để khuyến khích chúng ta cài cái cái, cái tấm uh, cái trái tim chọn chọn thành đối với đức chúa trời uh, vì uh, lời hứa của chúa uh, Để phương bỏ cái này qua đây uh, ok uh, nhìn không thấy hết thành ra để scroll lên Ok. Và ấy lại. Ok. À, ở trong Jeremy đoạn 17 từ câu 5 đến câu 8 à, nói vài câu về một cái cây à, và chúng ta sẽ thấy rằng á, một con người mà cài cái sự kính sợ Chúa à, thì sẽ giống như cái cây nào à, trong Jeremy đoạn 17 à, mình đọc chung nha 1, 2, 3 Đức giê ô phán như vậy đáng rửa thai là kẻ nhờ cậy loài người lấy loài xác thịt làm cánh tay lòng lìa khỏi đức xe nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc không thấy phước đến nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan trên đất mặn không dân ở đáng chúc phước thai là kẻ nhờ cậy đức xe và lấy đức xe làm sự trong cậy mình nó cũng như cây trong nơi bội của suối đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi mà là cứ xanh tươi. gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. OK, ở đây diễn tả hai cái trường hợp rất là à, rất là khác biệt với nhau và cái điều mà quyết định cái khác biệt đó là cái tấm lòng. À, ở đây nói là cái tấm lòng lìa khỏi nước sâu vàng. À, thì hồi nãy giờ mình học về một cái tấm lòng trọn thành đối với Đức Chúa trời à, và ở đây diễn tả một cái tấm lòng lìa khỏi hay là xây bỏ à, Đức Chúa trời thì nó giống như là một cái cây thạch à, thảo hay là một cái cây gì đó à, trồng ở trong sa mạc không thấy phước đến nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan trên đất mặn không à, dân ở à, ở đây đó có một điểm này đó À, chúng ta thấy một cái cây ở trong sa mạc à, Rồi một cái cây trồng à, à, Giống như là bờ suối Trồng gần bờ suối à, Đâm rễ à, Theo dòng nước Rồi lá cứ xanh tươi Hai cái hình ảnh rất là khác biệt nhau à, Và cái điều quan trọng Mà Phương muốn cho mình suy nghĩ đó Thường thường đó Ở trong đời sống của mình đó Mình nghĩ rằng là Ô, Mình cũng không có tốt lắm Nhưng mà mình cũng không có tệ quá phải không à, giống như là mình cũng không có mình cũng không có hơn ai nhưng mà mình cũng không có thua ai à, thành ra có một cái chỗ ngay chính giữa đó à, mà mình nghĩ mình ok à, nhưng mà kinh thánh không có cái chỗ ngay chính giữa đâu à, kinh thánh nói rằng một là mình được phước hai là mình giống như là không thấy phước đến nhưng mà ở trong nơi khô, khô khăn à, khô khăn là như vậy đó thành ra một cái tấm lòng của mình một là cái tấm lòng của mình chọn thành hướng về đức chúa trời hai là cái tấm lòng của mình lìa khỏi đức chúa trời đang lệ khỏi đức chúa trời một là mình đang hướng về và chọn thành đối với chúa hai là cái tấm lòng của mình đang lìa khỏi đức xe hô -va. và à, để khuyến khích đó, để cho chúng ta được khích lệ đó thì mình à, mình nhắm vào cái cây À, giống như là cái cây mà trồng gần bờ suối ở trong đời sống của con người mà kính sợ Chúa đó thì à, thật sự ra đó dầu cái dầu cái dầu cái hoàn cảnh như thế nào à, ở trong đây nói rằng á, là à, không có sợ cái năm hạn hán ở đây này gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt à, <laughs> thành trong... <laughs> oh, Uh, kể cho nó đi đi hết Ok à, uh, Mà cái năm hạn hán của đời mình mình á là một cái thời gian mà có thể uh, những cái điều không có theo ý của mình, uh, uh, mình không có nói thất nghiệp đi, nhưng mà công ăn việc làm đi xuống chứ không đi lên. Uh, nhưng mà uh, hay là trong những cái điều mà mình uh, mong mỏi đó không được thành. Nhưng mà cái người mà có tấm lòng hướng chọn thành về Chúa đó. Ở trong những cái thời buổi giống như vậy đó, họ cũng cứ ra trái, nghĩa rằng là họ cũng cứ vắng, uh, có những cái điều tốt, họ, điều tốt ra nơi họ điều tốt, ra nơi họ điều tốt, ra nơi họ và cứ tiếp tục như vậy. Uh, thành ra đó là cái con người mà cài cái cái sự kính sợ Chúa có một cái tấm lòng chọn thành đối với Đức Chúa trời và phương nói như vậy uh, và kết thúc bằng cái này để khích lệ chúng ta Uh, hãy có một cái tấm lòng chọn thành đối với Chúa. Nếu mà mình chưa đó thì uh, bây giờ mình có thể tập uh, và cái điều mà uh, phương giảng Chúa Nhật từng rồi đó có thể mình không biết làm thế nào, mình không biết uh, bắt đầu từ đâu, mình không biết uh, làm cái gì uh, để mà kính sợ Chúa hoặc là có một cái tấm lòng chọn thành đối với Chúa. Nhưng mà À, mình chỉ nói với Chúa Cái tấm lòng của mình đi Và mình nói ra miệng đi Thành ra Phương xin mời mọi người nhắm mắt lại Và nếu mà mình à, Muốn nói những câu này à, Thì à, xin cứ nói ra à, Nếu ai muốn tin nhận Đức Chúa Jesus Christ Chiều hôm nay hay là sáng hôm nay Thì Phương sẽ hướng dẫn mình tin nhận Chúa Nếu ai muốn à, Sống một đời sống à, Có tấm lòng trọn thành với Chúa đó Thì mình cũng sẽ nói với Chúa À, những lời đó thành ra bây giờ à, à, trước Phương sẽ hướng dẫn ai muốn tin nhận chúa Chúa Giêsu xin nói theo phương nếu mình muốn tin nhận chúa Chúa Giêsu ngày hôm nay con quả quyết tin nhận chúa là cứu chúa của con xin tha thứ cho con tất cả tội lỗi của con con sẽ thờ phượng chúa và Chúa sẽ là Đức Chúa Trời của con trọn đời. Amen. Ok. Và cho những người tin Chúa rồi, nhưng mà mình biết rằng đời sống của mình chưa trọn thành với Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay mình muốn, thì mình cũng nói y như vậy. Xin nói theo phương nếu mình muốn. Chúa Giêsu ngày hôm nay, con muốn có một trái tim trọn thành đối với Chúa xin Chúa giúp đỡ con trong danh Chúa Giêsu. Amen. OK. À, phương mong rằng chúng ta à, nhớ những lời mình cầu nguyện và nếu tối hôm nay hay là ngày mai mình cần nói lại thì nói lại. Nói cho đến khi nào mình cảm nhận rằng đời sống của mình bắt đầu thay đổi và mình cái tấm lòng của mình bắt đầu Uh, mình thấy Chúa làm việc và mình càng ngày trở thành ở trong đời sống của mình, ok, uh, Phương. Uh...